Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ gốc cây bị khô héo, phát triển được chồi non khỏe mạnh hơn. Nếu chúng ta có những gốc hoa lan bị thối, các bạn cần kiểm tra kỹ lại. Nếu phần này vẫn còn xanh, nên chúng ta đừng vội bỏ những cây hoa lan này. Phần thân cây vẫn còn rất xanh tốt. Và đây là dấu hiệu của sự hồi sinh mới bắt đầu. Các bạn sử dụng một đoạn cây lô hội nhỏ. Và chúng ta sẽ lấy phần nhựa trong này. Cho vào 400ml nước. Mình đặt gốc hoa lan vào đây. Các bạn sẽ để trong khoảng thời gian 30 phút. Sau 30 phút, các bạn lấy ra và hãy lau cho thật khô. Sử dụng một cây nến. Các bạn cho sáp vào đây để giúp cho vết cắt không thấm nước. Và hãy sử dụng những hộp nhựa như thế này. Dùng vỏ thông khô. Và rêu. Sau đó các bạn đặt gốc hoa lan vào. Hãy để cho mầm này nhô lên khỏi mặt chậu. Và ngưng tưới nước trong 3 ngày. Sau 3 ngày, các bạn hãy tưới nước thật nhiều vào đây. Và chúng ta sẽ để trong khoảng thời gian 10 phút để giúp cho chất trồng được giữ ẩm. Sau đó hãy lấy ra . Các bạn nhớ đặt cây ở nơi khô ráo và thoáng mát. Tưới phun sương 3 ngày một lần. Và chỉ tưới khi chất trồng khô.
sau 3 tuần. Cây nhỏ đã phát triển rất tốt. Các bạn hãy tiếp tục đặt vào đây. Thường xuyên tưới phun sương để giúp cho cây nhỏ mau lớn. Kết quả sau 2 tháng tiếp theo, cây nhỏ đã lớn dần, phát triển rất xanh tốt. Lá rất khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm nhiều cách khác nhau mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Bây giờ các bạn sẽ cho cây ra để cây tập làm quen với ánh sáng bên ngoài, giúp cây được phát triển tốt hơn. Xem thấy hay, các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.